Tân Hoa hậu Việt Nam 2022 sẽ làm gì để vượt qua được cái bóng của Đỗ Thị Hà? Tân Hoa hậu Việt Nam 2022 đã có những chia sẻ với Southstar sau khi kế nhiệm Đỗ Thị Hà. Quỳnh Thị Thanh Thủy vừa xuất sắc giành được ngôi vị cao nhất tại Hoa hậu Việt Nam 2022. Người đẹp đến từ Đà Nẵng, sở hữu chiều cao nổi bật 1,75m, nhan sắc trẻ trung và gương mặt sáng sân khấu. Chiến thắng của Quỳnh Thị Thanh Thủy tại Hoa hậu Việt Nam 2022 không gây bất ngờ cho khán giả bởi cô luôn duy trì phong độ, tạo được ấn tượng trong suốt quá trình tham gia cuộc thi. Tuy nhiên, trở thành người kế nhiệm Đỗ Hà quả thật là một thử thách không hề nhỏ đối với Thanh Thủy. Chia sẻ với Southstar trong cuộc phỏng vấn mới đây, Thanh Thủy đã có những trải lòng về điều này. Cô cho biết, Thủy nghĩ những kế hoạch cụ thể cho bản thân cũng như hai bạn Á hậu vẫn chưa được vạch ra cụ thể, nhưng mà Thủy nghĩ là mình sẽ học tập. Tố chất của chị Hà, sự mạnh mẽ, bản lĩnh hoặc là sự độc lập và những suy nghĩ sắc sảo khi ứng xử, đó là những điều mà Thủy sẽ noi gương chị để trở thành một người kế nhiệm xứng đáng. Ngay từ khi đến với Hoa hậu Việt Nam 2022, Quỳnh Thị Thanh Thủy đã đặt mục tiêu giành ngôi vị cao nhất. Trong các phần thi, người đẹp đến từ Đà Nẵng ghi điểm bởi năng lượng tích cực cùng nhan sắc tươi tắn, rạng rỡ. Ngoài nụ cười rạng rỡ, gương mặt sáng sân khấu, Thanh Thủy còn có hình thể đẹp khi sở hữu chiều cao 1,75m cùng số đo 80, 63, 94. Bên cạnh danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2022, cô còn vào top 5 người đẹp nhân ái và giành chiến thắng giải thưởng phụ người đẹp thể thao. Có thể nói, để vượt qua được cái bóng của đàn chị quả thật là một thử thách không hề nhỏ đối với Thanh Thủy. Tuy nhiên, nếu biết rèn luyện, chắc chắn cô nàng sẽ có 2 năm đương nhiệm đầy ý nghĩa.